Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Đến với tiếp theo mình, clip tiếp theo mình. Hôm nay mình tiếp tục quay clip những ngôi mộ người sơ sinh mới chết ấy, ngôi mộ sơ sinh mới chết đây. Bây giờ mình phát hiện ngôi mộ trước sơ sinh mới mất đấy các bạn. Họ xỉu nằm một nhà nhỏ này các bạn. Bên cạnh người lớn ấy. Đây này các bạn. Đây là ngôi mộ nhỏ nằm hình vuông này. Các bạn nhìn làm đơn sản hình đập hình vuông các bạn nhé. Đây này. Hình vuông nhỏ này. Nằm ở giữa trung tâm luôn nhé các bạn. Đây này. Ngôi mộ nhỏ này. Đây các bạn. Ngôi mộ nhỏ nhỏ này. Đó. Nằm ở khe khe luôn nhé các bạn. Nằm ở nhỏ nhỏ này. Chắc tầm ở 40 cm, 50. Vậy. Tiếp theo mình đi mộ tiếp theo các bạn nhé. Lại tiếp tục ngôi mộ nhỏ nhỏ này. Người đi sửa sinh ấy mới thấy các bạn. Đây các bạn. Một chín chín tám. Ngôi mộ nhỏ này. Ngôi mộ nhiều trẻ mới mất không ạ? Đây các bạn. Đây các bạn. Đây. Một ngôi mini nhỏ. Phủ hết rồi các bạn. Đây này. Phủ hết rồi. Phủ hết rác các bạn. Phủ hết rác lên rồi này. Làm đơn giản các bạn, phụ được hết rác của các bạn, phụ những người sinh người đã mất rồi. Đây các bạn, ngôi mộ mini làm đơn giản lắm các bạn. Các bạn thấy chỗ có chỗ nào làm mộ phải có này không các bạn? Người ta mộ xong rồi bó để cho bò. Ta bó vai ấy, cột một đấy, vậy kìa, họ không cho những ảnh, không cho những con bò họ phập phá các bạn, đây là các bạn, con bò đây lấy cái cột vừa đi, rồi họ quay vào kìa. Bên dưới kia, người mộ đó kìa, đây là bò này. Người mộ bỏ đất của này các bạn kiểu đúng cát. Các bạn thấy người mộ là bỏ ở chỗ nào bỏ như phải bỏ đất như này không các bạn? Đây này, cái ô mộ tiếp là bỏ của này, đây này. Người mộ bỏ tiếp rồi các bạn. Người ta bó này này. Đây người mộ trẻ con này các bạn. Trẻ con này các bạn. Nhìn đâu. Đây là ngôi mộ. Trẻ con này. Ây. Ui. Đây là các bạn. Mộ trẻ con thế là các bạn. Để người mộ họ bó luôn này. Họ bó. Trẻ con tiếp. Đây tiếp tục ngôi mộ trẻ con tiếp. Đây này các bạn. Đất. Mộ trẻ luôn. Đây này. Một ngôi mộ. Ui. Ngôi mộ lướt hết rồi các bạn. Lâu lắm rồi các bạn. Lướt hết rồi các bạn. Lâu lắm rồi, lướt hết rồi các bạn nhìn đâu. Ngôi mộ này lâu lắm rồi. Đây là ngôi mộ này nữa. Lướt nằm ống mối họ làm lên luôn, mối nằm lên trên mộ ngôi mộ luôn các bạn nhé. Ống mối làm lên luôn kìa. Ngôi mộ lướt hết rồi này, lướt rồi các bạn.
Các bạn là ngồi ngồi mộ lứt này là họ có ý nghĩa gì các bạn nhé? Lứt hết rồi. Ủa lứt xong rồi có hai cột. Đấy, tại sao lại có cột? Cứ cột nằm trên này. Sắt úi. Các bạn. Khổ quá các bạn. Ngồi cái địa. Bất động nhất là làm. Ngôi mộ đất có những ngôi mộ họ bó luôn các bạn nhé, không có ấy họ bó luôn, họ bó bằng dây thép luôn các bạn. Đây ngôi mộ, đây là ngôi mộ, có ngôi mộ tiếp trẻ đứa trẻ trẻ mất, họ làm bó từng viên gạch viên một các bạn. Họ bó từng viên gạch một này, tội các bạn, ngôi mộ này tội các bạn, nhìn đi à, sợ quá các bạn. Ngồi tội ngôi mộ vì trẻ con mất, tội các bạn. Đây đây các bạn, đây các bạn ngôi mộ trẻ đứa trẻ con để vẫn mộ đất. Bát hương, có bát hương này. Các bạn thấy không? Ở đây ở nghĩa địa này nhiều người trẻ con họ mất ấy. Họ chôn ấy, mới sinh ra họ chôn ra họ mất ấy. Trên đấy ra này chưa được trong bụng mới sinh ra chắc được vài ngày thôi, chưa được một ngày, một hai ngày đâu các bạn. Họ là đấy các bạn đây này. Còn đây là ngôi mộ trẻ con mà họ sẽ làm to hơn đấy. Đây này, ngôi mộ đây này, họ làm to hơn ấy. Họ bằng bằng phẳng bằng lắp luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn họ làm to hơn đấy các bạn, đây này. Họ làm to hơn đấy các bạn nhé. Đây này, còn đây này, đây này, họ đây làm một con mộ, còn ngôi mộ nữa đây này, hồi đó trẻ con họ làm họ bó này cái này. Nằm cây bên cạnh của ông bà thời xưa, của bà ông hay của bà gì á, làm chôn này, họ làm một đây phát hiện được tiếp thì họ đây là cái gì, đây là cái bát hương, đây là cái đĩa làm ba chén để làm gì đây các bạn, biết phần gì làm gì đây này, các bạn biết lý do thì làm gì đây này các bạn, ba đĩa luôn này các bạn. Ba chén hai cái đi. Đây thêm một ngôi mộ lạ luôn. Họ bó từ viên gạch lên thôi. Họ không xây các bạn. Đó, họ bó lên thôi các bạn. Không biết tại sao này các bạn. Làm con này này. Họ bó lên thôi. Ngôi mộ gì phải đi lên. Lạ không? Mình thấy các bạn thấy clip của mình hay, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Để phát động một nút tiếp nha các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé, bye bye mọi người nhé.